Đó là con khủng long robot. Nó đang định phá hủy căn nhà luôn. Bây giờ mình phải tìm bạn Bo. Ở đây nghe phải ghét. Hút quá, chạy qua đây nè. Rồi cuối cùng là mô hình Godzilla của bạn Bo để ở đâu? Bạn Bo không biết Godzilla của bạn Bo để đâu, bạn Bo không nhớ nữa. Tìm không ra rồi. Chạy qua đây bạn Bo ơi. Cái mô hình Godzilla có một chút xíu thôi. Làm sao mà tìm được đây? Bây giờ chúng ta sẽ chia ra hai hướng nha. Bạn Bo đi hướng nào? Đây. Đi hướng này hả? Rồi đi đi, chị nào gặp thì quay ra đây nha. Bạn Bo đi hướng bên kia rồi, còn mình sẽ đi hướng này nha các bạn. Con Godzilla đó là mô hình nó nhỏ lắm, cho nên mình phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Phát hiện ra rồi các bạn ơi. Thì ra nó đằng kia. Nè bạn Bo ơi, bạn Bo. Mô hình Godzilla nè. Bạn Bo lắp ráp lại, nhanh lên đi. Đi lên trên đây nè, lên chỗ trống trên đây nè bạn Bo. Ê, có từng rớt. À, không sao đâu, rớt xuống này cũng không sao, để xuống đây luôn đi. Để xuống đây hết luôn đi. Nè. Nè các bạn ơi. Đây là bộ phận chính nè. Bây giờ mình bắt đầu. Bạn Bo xem nha. Mình sẽ lấy cái này. Mình lắp vào bộ phận chính là cái này quá. À đúng rồi. Đây nè. Nối dài một cái tay này. Thêm một cái tay nữa. Ok nè bạn Bo ơi. Bây giờ bạn Bo gắn cái đế đó vào nữa cho Godzilla đứng cũng được. Thôi, nhưng mà bây giờ khó gắn đâu, như vậy đứng cũng được rồi nè. Thấy không? Đứng lên tay xè tay ra bạn Bo. Đó, bây giờ bạn Bo đem đi cho Godzilla biến hình phóng to lên. Kiếm chỗ nào bằng phẳng bạn Bo để xuống nha. Để chỗ này nè. Đó. Rồi bạn Bo. Godzilla đã phóng to lên rồi bạn Bo ơi. Mình đi từ từ lại đẳng xem Godzilla chiến đấu nha. Xuống đi bộ từ từ nha. Đừng có lại gần quá. Mình đi gần gần đi nè, mình đi gần gần sát sát vô, mình núp vô gốc cây đó mình xem chiến đấu. Không xong rồi bé ơi, con Godzilla không thể chiến thắng được khủng long. Bây giờ mình phải tìm thêm một con Godzilla khác. Bạn Godzilla này đã bị đánh bại rồi, bây giờ bạn Bo đi tìm bạn Godzilla kia đi. Bạn Godzilla kia bạn Bo chơi để một nơi một chỗ, nhiều chỗ. Bây giờ không biết. À thì ra đây. Đây là cái bộ phận chính của bạn Godzilla nè. Đây này lấy cho nó vô. Rồi rồi, còn cái chân đâu? Còn cái chân với cái tay đâu? Hôm trước bạn Bo có tới 2-3 con Godzilla luôn, mà bây giờ bạn Bo chơi rồi để ở đâu? Tìm thêm cái bộ phận khác đi. Bạn Bo đi chơi bữa trước rồi bạn Bo để đâu không biết đó. À bạn Bo nhớ chỗ các bạn ơi. Thì ra bạn Bo để chỗ này. Rồi lắp ghép đi bạn Bo. À thì ra ở đây là có một bạn mèo này. Bạn mèo này giữ cái mô hình của bạn Bo ở đây hả? Nhờ bạn mèo mà giữ được cái mô hình đó. Bây giờ thôi giờ bạn mèo ở đây chơi đi nha, để bạn Bo lắp ghép mô hình nha. Đúng rồi. Lấy cái bộ phận này rồi lắp ghép theo con này nè. Nè bây giờ lấy cái mình này gắn vô trong cái cơ thể. Ừ. Đúng rồi. Biết chỗ gắn không? Bạn mèo còn đang đứng đợi Bo nè. Bo lắp ghép đi. Bạn mèo cũng sợ khủng long lắm á, cho nên lắp ghép xong là bạn mèo sẽ mừng lắm. Đúng rồi đó. Ừ. Cố lên bạn Bo ơi. Đúng rồi bạn Bo, hay quá. Được rồi đó. Ok rồi, giờ về tới cái bộ phận tay chân đi. Tay chân đi. Nè. Được rồi nè các bạn ơi, bạn Bo biết gắn rồi nè. Hay quá ông Bo ơi. Rồi cái tay. Cái tay là cái lỗ ngay chỗ này nè. Cái tay đó chắc bạn Bo gắn không được quá, nó chặt lắm, nó khó gắn lắm. Đây ông Bo. Nè bóp gì nè, gọi thêm đưa thêm. Từ tay đây. Này, một cái tay, thêm một tay bên đây nữa. Rồi, nói cái dài cái tay ra. Nói dài cái tay bên kia luôn. Ok. Bây giờ chúng ta đã có hai bọn Godzilla nè bạn Bo ơi. Bạn Bo cầm hai bọn Godzilla này, đem đi biến hình đi. Bây giờ bạn Bo tính cho chiến đấu như thế nào? Hai bạn Godzilla sẽ tấn công từ hai phía đúng không? Bây giờ bạn Bo đúng rồi, bạn Bo cho Godzilla phóng to lên đi rồi sẽ tấn công từ hai phía làm cho khủng long nó không kịp trở tay luôn.
ở đâu lại xuất hiện thêm một bản cuốn này bạn Bo ơi. Bây giờ bạn Bo để cho bản cuốn ở đây đi nha. Hai bạn Godzilla của chúng ta đang truy tìm con khủng long kia. Bây giờ bạn Bo kêu bạn cuốn không có được đi ra ngoài. Ở ngoài kia có con khủng long mà bạn cuốn mà đi ra ngoài một cái nó phập bạn cuốn luôn. Bạn cuốn nhỏ xíu như vậy mà bày đặt sửa sửa hoài luôn. Ủa gì là chiến thắng rồi? Ở nhà bạn Bo còn tới mấy con Godzilla lần nha các bạn. Bây giờ đi về nhà, đem Godzilla ra cho bạn Bo lắp ráp nha. Đi. Bạn Bo đã về tới nhà nha các bạn ơi. Đây là hai bạn Godzilla lúc nãy. Bây giờ bạn Bo sẽ lấy thêm một bạn Godzilla màu đỏ nữa. Hai bạn Godzilla này lên đây đứng đi. Rồi bạn Bo đem bạn Godzilla màu đỏ lại đây. Wow. Đây. Chưa khui hèn luôn nha các bạn. Nè bây giờ bạn Bo gắp Godzilla màu đỏ này đi. Cho hai bạn Godzilla này đứng đây. Thêm một bạn màu đỏ nữa là được ba bạn Godzilla. Ý bạn Bo là chưa có xé ra, bạn Bo không có gắp được các bạn ơi. Bộ phận này là dễ lắp nè bạn Bo. Cho bạn Bo làm cái dễ đó. Xong rồi tới cái khó thì đưa cho mình nha. Cái dễ này làm nhanh chóng đi bạn Bo ơi. Trong thời gian chờ đợi bạn Bo, bây giờ mình sẽ để hai bạn Godzilla này vào trong đây cùng với một con khủng long. Cho hai bạn Godzilla ôm cổ khủng long cổ dài luôn nha các bạn. Con Godzilla này ôm vô mà còn dư, ôm cái cổ mà còn dư ra nữa. Xếp dẻo coi, đúng không? Được chưa, được chưa? Cố lên. Mạnh lên bạn Bo, dùng sức lên. Vừa ngay khớp mà vừa mạnh nữa mới được. Chứ mà mạnh mà không ngay khớp thì nó cũng như không à. Rồi đè đi. Đè cho đều hai bên. Đó được rồi đó. Thấy không? Ok. Cái mình này xong rồi nè các bạn ơi. Tiếp theo là hai cái tay. Hai cái tay của nó vừa nhỏ mà vừa cứng nữa. Cho nên bạn Bo lắp không được đâu các bạn ơi. Mình phải phụ bạn Bo thôi. Này mình sẽ lắp cái tay này vào. Rồi bạn Bo đưa thêm một cái tay đi bạn Bo. Đây rồi, cảm ơn. Ok. Này bạn Bo. Bạn Bo để vào vị trí mà bạn Bo thích đi. Bạn Bo thích đi chỗ nào thì bạn Bo để vào chỗ nào. Để con Godzilla này kế cái chân của con khủng long á. Mình sẽ nhìn thấy cái sự hoành tráng của con khủng long cổ dài. Đây, một cõi. Dài. Bạn Bo không lo sắp lên trên đó lo cười nha. Đây, một con Godzilla nằm đây. Rồi con đó bạn Bo để đâu? Để cái chân ngoài sau của nó kìa. Để cái chân ngoài sau của con khủng long cổ dài kìa. Ờ, đúng rồi. Đó, thấy không? Con Godzilla này nó chưa bằng cái chân của con khủng long cổ dài nữa. Rồi hai con hai bên. Rồi con đó để đâu? Đó hả? Ok. Từ đây bạn khủng long cổ dài của chúng ta đã có ba người bạn Godzilla đứng ở kế bên luôn. Rất là đỡ buồn rồi. Bạn Bo thưởng thức da ua nha các bạn. Sữa chua. Rồi thưởng thức đi bạn Bo ơi. Nãy giờ lắp ráp mệt rồi. Trời ơi, ngon quá. Xin chào và hẹn gặp lại đi.